Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hành thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra mang lại trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi, nhưng có những mệnh chủ phải bước vào trung vận mới giàu lên. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao, đúng không ạ? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung chi tiết. Tử vi năm 2021 tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 dự đoán, bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ những người có nguồn lực để giải quyết các vấn đề khi gặp phải. Sự nghiệp năm nay gặp nhiều may mắn, có thể tạo ra kết quả tốt, nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Năm nay có thể có cơ hội để bạn được thăng chức, tăng lương. Không được bảo lãnh hay là người bảo lãnh cho vay hoặc vay tiền và xử lý tài chính một cách khôn ngoan. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 rơi vào năm 2021 tương hợp với thái tuế được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 năm nay vượng với vận quý nhân, nhất là vào các tháng 4, 5, 6, 8, 11 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh, giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2021. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can tân kim sinh vượng, địa chi sửu thổ là chính tài, tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập đồng lương của người công chức, cho nên vào năm này tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ chủ yếu nhận tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ Kỷ Tỵ 1989 đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì cần nắm bắt tốt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm 2021 bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phan tinh, cho nên năm nay dễ bị những bệnh mãn tính hoặc nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến tình trạng sức khỏe không được như lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên sử dụng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa sát, gặp hung hóa cát, được bình an may mắn mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần phải chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình mặt bát bảo tâm kinh để gặp hung hóa cát. Dự đoán tử vi của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vào năm Tân Sửu. Năm 2021 theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn. Sửu là con giáp đứng hàng thứ 2 trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Trong chuyện tình cảm thì Kỷ Tỵ nếu còn độc thân thì vận đào hoa khá ảm đạm, khả năng cao vẫn trong cảnh chăn đơn gối chiếc. Hãy lắng nghe lời khuyên bảo của mọi người, nhân duyên không có nhiều, đừng đòi hỏi những thứ vượt xa tầm với của mình. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành bích thượng thổ, mộc thổ tương khắc, nên mệnh chủ cần chú ý đến các bệnh liên quan tới gan, mật và xương cốt nhiều hơn. Vận trình năm 2021 của những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ khá là lý tưởng. Con giáp này, đường công danh có quý nhân nâng bước, mọi chuyện thuận buồm xuôi gió, có nhiều cơ hội để thăng quan tiến chức, lương bổng cũng cao hơn.
Mệnh chủ có các mối quan hệ xã giao rộng, song cần phải chú ý phân biệt rõ ràng người tốt kẻ xấu. Đừng để mình tin theo lời kẻ xấu mà đầu tư một khoản tiền lớn vào nơi không đáng tin cậy. Cũng đừng hiểu lầm người tốt mà khiến cho quý nhân xa dần. Xin được mách mệnh chủ trong năm nay, cách đối phó với kẻ tiểu nhân hiệu quả ngay tức thì, đó là hãy luôn mang theo bên mình minh quang pháp bảo và bát bảo tâm kinh, vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp cho các bạn tăng cường quý nhân, nhân duyên, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho mệnh chủ. Trong cuộc sống hàng ngày thì nên học cách kiểm soát cảm xúc cho tốt, dù gặp chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh, chuyện quan trọng nên bàn bạc cùng mọi người, chứ đừng tự ý quyết định. Chớ nóng vội, cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ, đừng bốc đồng sốc nổi mà hỏng việc. Nam mệnh 33 tuổi năm nay gặp sao kế đô chiếu mệnh sẽ có tương đối nhiều việc đột phá, thích hợp đi xa để cầu tài. Không nên ở trong nhà lâu ngày, cần chú ý đến an toàn sức khỏe của vật nuôi trong gia đình. Nữ mệnh 33 tuổi năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, sao này bất lợi cho nữ, dễ gặp những tai họa bất ngờ ngoài ý muốn, cần hết sức đề phòng. Vì là năm kiếm tiền cực vượng nên mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy tận dụng cơ hội ngàn vàng này. Năm 2021 bạn là người may mắn trên nhiều mặt với năng suất tốt, tạo ra nguồn lực tài chính, chất lượng cuộc sống của bạn được cải thiện đáng kể. May mắn trong sự nghiệp sẽ nhận được nhiều cơ hội trong công việc và cần phải phấn đấu nắm bắt chúng một cách vững chắc để nhận ra bước nhảy vọt đáng kể. Trước sự kém may mắn cho sức khỏe thì bạn cần phải chú ý đến thể chất và tinh thần. Điều không thể bỏ qua bởi vì bạn dành quá nhiều tâm sức cho công việc bận rộn. Bên cạnh đó thì cần phải nỗ lực thực hiện trong tình yêu và mối quan hệ tình cảm, rõ ràng về những gì bạn và nói chuyện nhiều hơn với nhau để phát triển mối quan hệ tình cảm tốt. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021 có thể là một năm cao nhất trong sự nghiệp của những người sinh năm 1988. Năm nay, bạn sẽ nỗ lực hết mình, giành được sự ưu ái của sếp với thành tích xuất sắc trong công ty và được thăng chức lên quản lý bằng nỗ lực và khả năng của bạn. Đồng thời, sẽ nhận được sự giúp đỡ từ ai đó để phát triển sự nghiệp hơn nữa và đặt nền tảng vững chắc cho tương lai. Những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 về tổng thể năm nay rất khá, tài vận có Thái Tuế Tinh hỗ trợ là tài tinh cộng thêm Tam Đài Tinh nhập mệnh, cho nên làm việc gì cũng đều có thái độ tích cực, có rất nhiều cơ hội phát triển. Hãy biết nắm bắt vận thế tốt này để phát triển sự nghiệp, có thể tạo ra nhiều của cải. Nhưng năm nay gặp sao Quan Phủ, Ngũ Quỷ, Phá Toái đều có ý nghĩa là phá tài tổn lợi, cần đề phòng bệnh tật mà phải phá tài hoặc bị kẻ khác hãm hại. Nếu như cần thiết, cũng hết sức tránh cho vay mượn để tránh việc thất tín không trả, cũng không nên đầu tư lung tung. Trong năm nay, cũng nên làm một số việc quyên góp từ thiện, tích góp thêm phần phúc đức cho bản thân và gia đình. Về mặt thiên tài, cũng bình thường, không nên đầu tư tiền vào những khoản lớn. Tuy nhiên, cũng có thể dùng linh cảm để đầu tư những khoản nhỏ, mong kiếm được chút ít. Ngoài ra, hãy sử dụng thêm mặt bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để gặp hung hóa cát. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý vào tháng Kỷ Hợi. Dương lịch từ ngày mùng 5 tháng 11 cho đến ngày mùng 3 tháng 12, tức từ mùng 1 tháng 10 cho đến ngày 29 tháng 10 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ, vào tháng này thì cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập tới. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 không nên tiến hành những công việc trọng đại quan trọng trong thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vào năm Tân Sửu 2021. May mắn cho tài lộc sẽ cho thấy được sự gia tăng đáng kể cho những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989. Bạn sẽ có những tiến bộ lớn trong sự nghiệp bằng chính nỗ lực của mình và nhận được rất nhiều tiền thưởng, tiền lương, có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của bạn rất nhiều.
Đồng thời, các sản phẩm tài chính nắm giữ sẽ hoạt động tốt và mang lại cho bạn lợi nhuận gấp đôi. Đối với nữ, tốt hơn hết nên đeo vòng tay màu vàng có ký hiệu rắn vào năm 2021 để giúp mang lại phong thủy tốt và giàu tài nguyên. Có tam hợp thái tuế, những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm nay, sự nghiệp sẽ có rất nhiều cơ hội, không gian phát triển lớn, lại gặp được tướng tinh và quốc ấn. Đây là những các thần chủ về sự nghiệp, công danh. Nếu như biết nắm bắt cơ hội, sẽ phát huy được sở trường của chính mình. Tương lai mở ra trước mắt rất lớn. Các cơ hội lớn luôn đón chờ những người có chí lớn, dám đương đầu với thách thức. Về mặt học tập, thái tuế là tài tinh, ấn tinh, lại gặp được khắc chế cho nên việc học hành lên cao dần, mang lại áp lực rất lớn cho mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, khiến cho bản thân không có lòng tin, bất lợi cho việc thi cử. Hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu. Pháp khí phong thủy này giúp bạn tăng cường quý nhân, nhân duyên, hóa giải thị phi và gia tăng tài lộc cho mệnh chủ. Về tình duyên của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vào năm Tân Sửu 2021. Đối với tuổi Kỷ Tỵ độc thân thì năm nay có thể rất quan trọng và cần phải nghiêm túc hơn nắm bắt cơ hội để phát triển mối quan hệ và kết hôn suôn sẻ. Đối với những bạn đã kết hôn thì nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn đời, đừng bỏ bê người bạn đời của mình vì lý do công việc. Công việc quan trọng, gia đình cũng vậy. Nếu cứ bỏ bê gia đình vì công việc, sự hòa thuận trong gia đình và những mệnh vận khác sẽ bị ảnh hưởng. Về mặt tình cảm, do tam hợp thái tuế, tài vượng sinh quan cho nên những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989 sẽ thu hút được sự yêu mến của người khác giới, vận đào hoa rất tốt. Những bạn đơn thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Với những bạn đang yêu thì trong năm nay có thể thúc đẩy thêm bước nữa về mối quan hệ, đặc biệt là những bạn đang yêu thì không nên gây áp lực cho nửa kia. Mặt khác, cũng nên có sự quan tâm với đối phương khiến cho tình cảm của hai bên càng thêm mặn nồng. Đối với những mệnh chủ đã có gia đình thì không nên quá tập trung vào công việc mà bỏ quên đi mất tổ ấm của mình. Hãy dành một chút thời gian quan tâm hơn đến những người thân trong gia đình để vun đắp một tổ ấm hạnh phúc. Để hóa giải những sát khí của đào hoa cũng như tăng cường đào hoa vượng, bạn hãy treo trong phòng khách một đồng hồ chim công. Với hình tượng chim công vừa mang tính quý phái, chiêu quý nhân tài lộc và đồng thời là vật phẩm phong thủy kích đào hoa vượng tốt nhất hiện nay. Về sức khỏe của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vào năm Tân Sửu. Đối với tuổi Kỷ Tỵ 1989 thì sức khỏe có thể không tốt lắm vào năm 2021. Bạn sẽ tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn vì lý do công việc và thức khuya. Hút thuốc, uống rượu thường xuyên. Bởi vì điều này, thói quen của bạn chắc chắn sẽ bị gián đoạn và làm cho cơ thể không thể thích nghi với nó trong thời gian ngắn. Do đó sẽ gây ra một số bệnh. Bạn nên cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, kiểm tra thể lực và tập thể dục nhiều hơn, cố gắng sống theo phong cách lành mạnh nếu muốn tận hưởng sức khỏe vào năm 2021. Năm nay, những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 vì có sao Ngũ Hoàng và Quan Phủ chiếu mệnh nên cần đặc biệt đầu tư vào lĩnh vực sức khỏe, cần phòng tránh những nạn mất máu xảy ra, cẩn thận khi dùng những vật sắc nhọn, những bệnh có tiền sử mãn tính. Hết sức chú ý để tránh bệnh cũ phát tác, bệnh tình ngày càng nghiêm trọng trở lại. Nếu như thấy sức khỏe đi xuống, có thể đi khám định kỳ hoặc tranh thủ ý kiến tư vấn từ chuyên gia phong thủy để hình thành nên thủy cục trong nhà vượng cho sức khỏe, chuyển vận cát tường. Để tốt nhất, bạn hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm may mắn, vòng tam hợp Tỵ Dậu Sửu để chiêu thêm quý thần tương trợ, giúp bình ổn và suôn sẻ, vận mệnh cát lành, gia đạo an khang. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng, sao Văn Hán chiếu mệnh. Sao Văn Hán chiếu mệnh, đàn ông hay đàn bà mà gặp sao này, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4, tháng 8 âm lịch. Do vậy mà người bị sao Văn Hán chiếu mệnh cần cẩn trọng đến lời ăn tiếng nói nhằm tránh sự tranh chấp bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 Nam Mạng vào năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạng thiên la,
Hạn Thiên La thì chủ về sức khỏe tâm lý. Đối với sao Thiên La này, nếu vi phạm, làm trái, vượt qua, thường sẽ gặp rắc rối đến liền. Nhẹ thì mang tính xấu, hiểu lầm, cãi cọ, bị dư luận xã hội lên án, phê phán, đả kích mạnh mẽ. Xấu thì dây dưa, kiện cáo và thậm chí là phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan, tổ chức, đơn vị. Người gặp hạn Thiên La đề phòng cảnh vợ chồng cãi nhau, ghen tuông vô cớ, khiến cho chuyện nhỏ hóa lớn, dẫn đến cảnh vợ chồng xa cách, ly thân, ly dị. Thế nên cả hai cần phải nhẫn nhịn, thấu hiểu nhau, như vậy mới được hạnh phúc. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Kỷ Tỵ 1989 nữ mạng, sao La Hầu chiếu mệnh. Sao La Hầu là những sao chính thất kiến hung tai, nên bị sao La Hầu chiếu là xấu đối với cả nam và nữ, nhưng kỵ với nam giới nhiều hơn, nhất là vào tháng giêng và tháng 7 âm lịch. Trong năm này, có thể gặp tranh chấp liên quan đến luật pháp, công quyền, tranh cãi, ăn nói thị phi, tai nạn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết, hao tài, ảnh hưởng tới cả gia đình, cần đề phòng gặp nạn về công danh, sự nghiệp. Mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ 1989, nữ mạng Tân Sửu sẽ gặp hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương tốt hay xấu còn tùy thuộc vào từng đối tượng. Khi mà gặp hạn Diêm Vương, có hai đối tượng phải lo lắng vì mức độ nguy hiểm cao, đó là phụ nữ mang đầu và người bị bệnh đau yếu. Nếu không chú ý điều trị giữ gìn, có thể vong mạng về chầu Diêm Vương. Đối với những người khác, khi mà gặp hạn này, đây là một năm tuyệt vời. Với mọi người, nếu không mắc phải bệnh tật hoặc được chữa trị tốt thì năm nay ăn nên làm ra, phát tài phát lộc, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự phát tài. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Tuổi Kỷ Tỵ sẽ thiếu kém về tiền bạc và tình cảm, tuy nhiên thì người thuộc tuổi này không cần phải quá lo lắng bởi hậu vận sẽ được phúc đức, việc làm ăn tốt, có nhiều thành công lớn, con đường công danh thường có nhiều trắc trở, nhưng số bạn không đến nỗi nào, đường công danh bắt đầu lên cao vào những năm từ 36 tuổi trở đi. Còn về phần gia đạo thì tuy bạn có nhiều nỗi khổ tâm hay thắc mắc, nhưng nhờ sự khéo léo của bạn mà mọi chuyện được cân bằng. Nam giới tuổi Kỷ Tỵ có cuộc đời nhiều chông gai, sẽ gặp rất nhiều những tai nạn trong cuộc đời. Chẳng những phải lo lắng về tiền bạc mà cuộc đời sẽ có nhiều khổ tâm và lo nghĩ. Cuộc đời có thể sung sướng về mặt thể xác nhưng sẽ có nhiều lo nghĩ về tâm trí hoặc có nhiều sự chán nản vì cuộc đời nhiều rủi ro hơn là may mắn. Bắt đầu từ năm 38 tuổi trở đi thì cuộc sống sẽ có phần sung túc. Nam giới Kỷ Tỵ rất phức tạp, không có chủ định rõ nét nên thường hay gặp trở ngại về vấn đề tiền bạc. Tuổi Kỷ Tỵ sẽ có một cuộc sống bôn ba, có óc tự lập từ lúc nhỏ, sẽ không bao giờ bị kiềm chế bởi tư tưởng. Cuộc sống của bạn hết sức khổ cực về tâm trí, sẽ có nhiều lo lắng và cũng phải nếm trải nhiều thương đau trong cuộc đời. Theo tử vi thì cuộc đời của nữ Kỷ Tỵ thường có nhiều đau thương ở tiền vận và trung vận. Trong cuộc sống thì luôn luôn có sự đảo lộn, cộng với nhiều suy tư, sầu muộn, phải sang hậu vận thì cuộc đời mới có được an nhàn, sung sướng. Bạn sẽ còn phải chịu đựng nhiều sầu tư, lo lắng cho đến tận năm 44 tuổi. Sau thời gian này thì mới tạo dựng được sự nghiệp vững vàng, chuyện làm ăn mới có cơ hội phát triển. Sự nghiệp nữ Kỷ Tỵ có thể được hoàn thành khi bạn ở độ tuổi 40 trở lên. Năm 38 tuổi thì có nhiều triển vọng tốt đẹp, có thể phát triển, tiền bạc dồi dào. Trước năm này thì cuộc sống khá là khó khăn và nhiều lo lắng. Từ 28 cho đến 35 tuổi. Năm 28 tuổi thành công đôi chút về nghề nghiệp, tiền bạc dễ chịu hơn các năm khác. Có thể phát triển được nghề nghiệp và hoàn toàn được sự giúp đỡ của bạn bè. Năm 29 và 30 tuổi có thể tạo ra rất nhiều tài lộc và phát triển trên sự làm ăn. Năm 31 và 32 tuổi, 2 năm vượt qua khó khăn, thu đoạt nhiều kết quả vĩ đại trong cuộc đời. Nhưng vào năm 32 tuổi, kỵ vào tháng 6 và tháng 8 âm lịch, có hao tài hay gặp tang môn trong gia đạo. 33 tuổi hoàn thành cơ nghiệp, Kỷ Tỵ rất tốt đẹp và trọn vẹn vào năm này, chỉ có đề phòng vào tháng chạp có đau bệnh hay là trong gia đạo có người bệnh tật. Năm 34 tuổi, nhiều tốt đẹp trong những tháng 4 và tháng 6 âm lịch, ngoài ra những tháng khác bình thường. Năm 35 tuổi có triển vọng làm được công việc nên cẩn thận về cá nhân và phải nhịn nhục trong gia đạo. Từ 36 cho đến 40 tuổi, khoảng thời gian này có nhiều tai biến, nhất là vào 36.
bạn có thể hao hụt về tiền bạc mang lấy đau bệnh trong năm này. 37 tuổi, không đề phòng thì có nhiều thất bại. Năm 38 tuổi, không được hay lắm trong mọi công việc, làm ăn, nên cẩn trọng trong việc đi xa. Năm 39 và 40 tuổi, có thể tạm thành công về mọi phương diện và lĩnh vực cuộc đời, nhưng đường tài lộc rất kém. Từ 41 cho đến 45 tuổi, khoảng thời gian này, từ 41 đến 45 tuổi sẽ có nhiều tài lộc được hưởng thú an nhàn vào những năm này. Nhưng nên thận trọng trong việc gia đạo. Những năm này, bạn nên cẩn thận và phải biết số phận, việc làm ăn không nên phát triển mạnh mẽ và công danh nghề nghiệp cũng phải giữ gìn. Từ 46 cho đến 50 tuổi, khoảng thời gian này tuy sống thiếu thốn về vật chất nhưng tinh thần thường hay lo nghĩ và có thể làm cho nghề nghiệp lu mờ, không hoàn toàn thu được đạt nhiều thắng lợi. Cuộc sống trở lại bình thường, không có gì sôi động đáng nói. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc các hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 trong năm 2021 này. Quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.